Kim Lý Hà Hồ hội ngộ Trấn Thành Harugon trong một khung hình, đo độ tình tứ ai hơn ai. Hai cặp đôi nổi tiếng showbiz đã có dịp đo xem mức độ tình cảm của ai sẽ hơn ai. Trên trang cá nhân của mình, Harugon vừa chia sẻ những hình ảnh vui vẻ đi ăn cùng những người bạn thân như Hà Hồ, Kim Lý, nhà thiết kế Lý Quý Khánh, ca sĩ Ali Hoàng Dương. Sự xuất hiện của hai cặp đôi nổi tiếng trong một khung hình ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dù chụp ảnh cùng những người bạn nhưng độ tình tứ của Trấn Thành Harugon, Hà Hồ, Kim Lý không hề giảm bớt. Kim Lý tạo dáng ôm eo Hà Hồ, còn nữ ca sĩ cũng gác tay lên vai và nghiêng đầu về phía bạn trai. Trong khi đó, Harugon cũng ôm vai ông xã cực ngọt ngào. Lâu lắm mới thấy hai cặp đôi đình đám đứng chung khung hình, khiến cả không gian như sáng bừng. Hà Hồ, Kim Lý hội ngộ Trấn Thành và Harugon. Trấn Thành Harugon quấn quýt không rời khi ăn cùng hội bạn.